Mời quý vị và các bạn cùng đến với Trang Địa Phương do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bát Sát thực hiện. Chương trình hôm nay sẽ tập trung phản ánh cùng quý vị và các bạn phóng sự Bát Sát đột phá sau gần 2 năm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, bằng sự đoàn kết thống nhất và kiên định mục tiêu kép vừa khống chế dịch, vừa ổn định phát triển kinh tế xã hội, Đảng bộ huyện Bát Sát đã lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi thách thức và giành được nhiều thắng lợi sau gần 2 năm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 23 vào cuộc sống. Ngay sau thành công đại hội, Thường trực Ban Thường vụ ủy Bát Sát đã tổ chức 25 cuộc làm việc với Đảng bộ các xã thị trấn, 8 cuộc làm việc chuyên đề với các ngành nông nghiệp, tài nguyên, các dự án tạo quỹ đất, các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở, chủ động đề xuất nhiều chương trình làm việc với Thường trực Ban Thường vụ tỉnh ủy, các ngành của tỉnh về các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, ban hành nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021, hai nghị quyết về an ninh trật tự và quốc phòng, 9 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đồng thời chỉ đạo tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng, nhất là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, diễn tập khu vực phòng thủ của huyện, v.v. Đặc biệt, chủ động nắm tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, tổ chức các cuộc họp tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân tại địa phương và tổ chức gặp mặt, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó thu hút được tổ chức cá nhân đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn, huy động được sức mạnh tổng hợp của cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện vào việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Thì đến nay thì Bát Sát đã cơ bản là thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của tỉnh ủy cũng như ủy ban nhân tỉnh, đã phải nói là đã được đi nghị quyết và các đề án đi vào cuộc sống của nhân dân. Bước đầu đánh giá huyện đánh giá cao về cái công tác nhân dân và cũng như là các cấp thực hiện cái đề án số 01 là đề án về phát triển nông nghiệp, và đặc biệt là triển khai cái nghị quyết số 10 của tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp cho đến 2025 và 2030 và tầm nhìn đến 2050, đã thực chất đi vào cuộc sống của nhân dân. Với phương châm chỉ đạo kép, vừa khống chế dịch, vừa phát triển kinh tế, Bát Sát đã chú trọng và ưu tiên cho nông nghiệp nông thôn. Huyện đã chủ động liên kết với các doanh nghiệp để phát triển cây trồng có thế mạnh như rau an toàn, rau trái vụ, cây dược liệu, v.v., tiếp tục củng cố và phát triển các vùng sản xuất chè, chuối, dứa, hoàng sinh cô, cây đào giềng theo hướng tăng cường liên kết sản xuất, tạo giá trị bền vững, xây dựng và phát triển vùng sản xuất cây ăn quả ôn đới, cây ăn quả nhiệt đới tập trung phù hợp với điều kiện tự nhiên từng xã trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt việc tái đàn, phát triển chăn nuôi lợn an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, phát triển chăn nuôi ngựa theo hướng hàng hóa, tạo sản phẩm đặc trưng của huyện. Huyện cũng có xây dựng một cái đề án để phát triển cây ăn quả trong cả nhiệm kỳ 2021-2025. Trong đó thì huyện lồng ghép các cái nguồn lực đầu tư từ trung ương về tỉnh, về các cái nguồn lực từ huyện, và trong đó thì với sự đóng góp của nhân dân, các cái hợp tác xã, các doanh nghiệp, và trong đó thì hình thành một cái mối liên kết hợp tác giữa nhân dân, doanh nghiệp và chính quyền để làm sao đảm bảo là tất cả các cái mô hình triển khai ở trên địa bàn không dừng lại ở mức độ là thí điểm nữa mà trở thành một cái vùng liên kết và làm kinh tế tập thể. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết của Đảng bộ huyện, nghị quyết của Đảng bộ cơ sở và đạt được những thành quả nổi bật, trong đó Đảng bộ thị trấn là một minh chứng cụ thể. Thì qua 2 năm thực hiện thì cho thấy trên mặt phát triển kinh tế thì đã tập trung vào các lĩnh vực về kinh tế thương mại dịch vụ. Thế và cũng trọng tâm vào một số mảng kinh tế nông nghiệp của thị trấn trong cái việc mà chuyển đổi một số cái mô hình hiệu quả phát triển kinh tế có thu nhập cho nhân dân. Sau khi có nghị quyết của Đảng bộ huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, thì nhân dân huyện Bát Sát nói chung và khu phố số 4 nói riêng là nhân dân rất phấn khởi và đồng tình
thực hiện tốt cái nghị quyết của huyện đảng bộ đã đề ra. Điểm nổi bật ở Bát Sát trong năm 2021 đó là đảng bộ huyện đã chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý đất đai, tập trung giải quyết triệt đề những tồn đọng của các năm trước, đẩy nhanh tiến độ cấp và gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, giải quyết các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người dân. Đột phá của Bát Sát đó là từ năm 2000, Bát Sát đã được phê duyệt quy hoạch khu đô thị du lịch Y Tý với diện tích hơn 8.600 ha. Nhìn từ quy hoạch, trong tương lai sẽ hình thành một khu đô thị du lịch, khu hành chính mới mang tên Y Tý, phát triển phân thành hai vùng, 7 phân khu rõ rệt. Du lịch Y Tý đã được Đảng bộ huyện Bát Sát lựa chọn là một trong ba lĩnh vực đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025, đó là tập trung phát triển, xây dựng Y Tý trở thành trung tâm du lịch của tỉnh Lào Cai. Điểm nhấn của Đảng bộ huyện Bát Sát là trong những tháng đầu nhiệm kỳ đã tập trung giải quyết dứt điểm, không còn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát. Bằng nguồn xã hội hóa, Bát Sát đã đảm bảo cho 92 trên 92 nhà tạm, nhà dột nát đã được xóa. Một cách làm quyết liệt được cho là phá rào cản đói nghèo và lạc hậu ở Bát Sát, đó là Đảng bộ huyện đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, chống xâm hại trẻ em tại 10 xã có đồng bào dân tộc thiểu số. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, thành lập ban chỉ đạo, xây dựng câu lạc bộ, mô hình chỉ đạo điểm ở các thôn bản có nguy cơ tảo hôn cao, tổ chức ký cam kết các xã, các trường học, đồng thời đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, kể cả trực quan lưu động và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt là xây dựng phiên tòa giả định, một hình thức tuyên truyền rất mới, đã có hiệu ứng tích cực trong công tác tuyên truyền pháp luật ở Bát Sát. Chúng tôi cũng xác định một số các cái nhiệm vụ giải pháp. Thứ nhất là sẽ nâng cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, mặt trận và các đoàn thể, và phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, rồi là vai trò của các báo cáo viên, cộng tác viên, các tuyên truyền viên, và xây dựng, tiếp tục là xây dựng và nhân rộng các mô hình, các câu lạc bộ có hiệu quả về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Cùng với phát triển kinh tế xã hội, Bát Sát đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của tỉnh, của Trung ương. Hoạt động tiêm vaccine tiếp tục được quan tâm triển khai, giải quyết việc làm mới cho 1.500 lao động, quốc phòng an ninh được đảm bảo, công tác xây dựng đảng được coi trọng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các cấp ủy đã tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, đặc biệt là nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng công tác cán bộ, rà soát bổ sung quy hoạch, điều động, luân chuyển cán bộ và đã phát triển được 302 đảng viên. Năm 2022, Bát Sát đã xác định 18 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng sản phẩm trên địa bàn bình quân đạt 9%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 35,9 triệu đồng trên người trên năm, giá trị sản phẩm trên 1 hectare trồng trọt và chăn nuôi thủy sản đạt 76 triệu đồng trên hectare, doanh thu từ du lịch đạt trên 99,45 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91,5%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 6% trên năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%. Giải quyết việc làm mới cho 1.600 lao động, kết nạp mới 300 đảng viên trở lên. Để đạt được mục tiêu trên, Đảng bộ huyện Bát Sát đã và đang tập trung vào những giải pháp trọng tâm, trọng điểm và có tính khả thi cao. Phần đầu đến 2025, thì Bát Sát là một huyện biên giới phát triển của tỉnh Lào Cai. Thì đây là một cái mục tiêu và của nghị quyết về xây dựng. Trên cơ sở đó, thì huyện Bát Sát đã xây dựng 9 cái đề án để trong lĩnh vực lãnh sự chỉ đạo và phát triển của huyện Bát Sát. Nhất là cái đề án về phát triển lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực du lịch và lĩnh vực công nghiệp ở trên địa bàn. Thì đến thời điểm hiện nay đã triển khai đồng loạt tất cả các biện pháp ở trên địa bàn đối với lĩnh vực phát triển kinh tế để tăng thu nhập đời sống cho nhân dân, và tiếp tục kêu gọi tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư đến và đầu tư ở trên địa bàn huyện.
Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn thử thách, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Đảng bộ huyện Bát Sát đang quyết tâm rất cao, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Ban chấp hành Đảng bộ huyện ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23 đã đề ra. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.